Thầy chào các em ha. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn giải chi tiết cái đề minh họa môn địa lý lớp 12 lần thứ nhất. Thì cái đề cái đấy là có cái thời gian làm bài 50 phút ha. Và có đóng mộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo nữa ha. Đề thì có 4 trang. Ở đây thì chúng ta thấy là có cái như bình thường thì chúng ta có là cái họ tên thí sinh, số danh này các em điền vô sau khi mình thi đó. Thì cái đề này có 40 câu, 40 câu. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái câu thứ 41. 41. Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở A là rừng sản xuất, B rừng phòng hộ, C là các khu bảo tồn và D là vườn quốc gia. Thì việc khai thác gỗ thì được tiến hành ở những cái khu rừng nào ha? Thì chúng ta chọn đáp án là đáp án A, rừng sản xuất. Tại vì rừng sản xuất là cái loại rừng mà chuyên để phục vụ cho cái việc khai thác gỗ. Và chúng ta cũng khai thác ở mức độ là vừa phải ha, làm sao để cho phát triển bền vững cái ngành gỗ. Còn rừng phòng hộ và khu bảo tồn nè, vườn quốc gia thì cái này là người ta bảo vệ rất là nghiêm ngặt rồi, không thể nào mà khai thác được, không thể nào phục vụ cho cái việc là khai thác gỗ được hết em. Rồi câu 42 là mưa bão ở nước ta thường gây ra cái gì, gây ra cái hậu quả gì đó. Thì cái này là mưa bão thì nó sẽ gây ra hậu quả gì, mình chọn đáp án nào: A là rét hại, là B là ngập lụt, C sương muối và D là tuyết rơi. Thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái phương án B là ngập lụt ha, tại vì mưa bão thì nó sẽ gây ngập lụt. Câu này rất dễ. Câu 43. Nơi nào mà sau đây thuận lợi để nuôi trồng thủy sản, để nuôi thủy sản nước ngọt ở nước ta? Thì chúng ta có đáp án A là Bãi Triều nè, rồi cái nơi mà ven biển đó, rồi B là sông suối trong cái đất liền ha, rồi C là Vịnh Biển và D là Đầm Phá. Thì cái thủy sản, cái thủy sản nước ngọt ha, thì nước ngọt nó sống ở cái vùng, ở cái khu vực nào, thì mình sẽ chọn phương án là sông suối hết nha. Còn Bãi Triều, Vịnh Biển hay Đầm Phá thì mình chọn sẽ nuôi cái thủy sản nước mặn hoặc là nước lợ ha. Còn nước ngọt thì mình chọn là cái sông suối, tức là cái khu vực ở phía trong đất liền. Rồi câu 44. Các sản phẩm nào sau đây thuộc công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt ở nước ta? Tức là những cái sản phẩm nào mà chế biến từ ngành trồng trọt đó. Thì mình sẽ chọn, chúng ta có 4 phương án là A là gạo ngô, B là sữa, bơ, C là thịt hộp và D là nước mắm. Thì các em chắc chắn nghe chọn là gạo và ngô ha. Còn những cái đáp án còn lại nó của cái ngành chăn nuôi và cái ngành thủy sản. Câu 45. Vùng đồi núi ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh về cái gì? Vùng đồi núi ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh về, chúng ta có 4 cái phương án là chăn nuôi trâu và bò, rồi trồng cây lương thực, nuôi lợn và gia cầm, và phương án cuối cùng là nuôi tôm và cá nước lợ. Thì các em lưu ý là cái vùng đồi trước núi rồi ha, cái vùng đồi trước núi, thì mình sẽ chọn cái phương án nào cho nó phù hợp với cái vùng này. Thì chúng ta sẽ chọn cái phương án A là chăn nuôi trâu và bò ha các em. Thì thích hợp nhất là nó sẽ được chăn nuôi ở cái vùng đồi trước núi thích hợp. Còn những cái phương án khác thì nó không phù hợp với cái vùng đồi trước núi ha. Hình như là trồng cây lương thực thì nó sẽ phù hợp hơn ở cái vùng đồng bằng. Rồi nuôi lợn và gia cầm cũng vậy. Và nuôi tôm, cá nước lợ thì nó cũng không thích hợp trong cái việc là vùng đồi trước núi. Câu thứ 46. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 4, trang 5 thì các em lật hai cái trang đó các em xem. Cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển. Thì cái này rất dễ, khi mà các em quan sát Atlas thì các em sẽ biết ngay. Đó là tỉnh Sóc Trăng, phương án A ha. Còn Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang là những cái tỉnh mà nằm trong đất liền này. Hậu Giang của mình là nằm trong đất liền rồi đó. Câu 47. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang số 10 ha, cũng là Atlas nữa. Cái lật trang số 10 là cái trang mà nói về sông Ngòi.
Hãy cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỷ lệ diện tích lưu vực lớn nhất? Ha. Thì cái này khi mà các em lật cái Atlas trang số 10 ra, các em xem thì nó có cái vòng tròn ở góc trên bên phải đó. Ha. Và cái đơn vị đó là phần trăm. Đây là cái biểu đồ tròn mà nói về cái tỷ lệ diện tích lưu vực các hệ thống sông. Khi mà các em quan sát thì các em sẽ tìm ra được cái số liệu nào mà lớn nhất thì các em chọn. Và cái phương án đó là sông Cả các em. Ha, sông Cả. À, với cái tỷ lệ 5,34%, đó là nó lớn nhất so với sông Ba, sông Thu Bồn và sông Thái Bình. Rồi, câu số 48. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang số 9 thì các em lập trang 9 các em xem. À, cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu Bắc, phía Bắc. À, Nam Bộ thì không phải rồi. À, Nam Trung Bộ cũng vậy. Tây Nguyên cũng vậy. Như vậy chúng ta chọn cái phương án C là Bắc Trung Bộ. À, đây là cái vùng mà khí hậu thuộc miền khí hậu phía Bắc. Tại vì cái miền khí hậu phía Bắc nó sẽ được phân chia từ cái dải Bạch Mã trở ra. Bạch Mã trở ra tức là từ Huế trở ra kia. Từ Huế trở ra thì mình chọn phương án Bắc Trung Bộ ha. Còn là từ Đà Nẵng trở vào là cái phần khí hậu ở phía Nam. Miền khí hậu phía Nam ha. Rồi câu 49. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 13 thì mình là cái men xem. Cho biết núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Thì khi mà các em tìm thì các em sẽ chọn cái phương án đó là chúng ta có bốn phương án là A là Phu Luông, B là Tam Đảo, C là Bu Trà và D là Phan Xi Măng. Thì các em sẽ chọn phương án là phương án B, đó là Tam Đảo ha. Tam Đảo là cái núi mà nó thuộc cái miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Câu 50. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 17. Các em lật trang 7 các em xem. Cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ. Duyên Hải Nam Trung Bộ tức là bao gồm các cái tỉnh mà từ Đà Nẵng nè kéo dài cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận ha, tới đó. Thì mình tìm khu đó mình xem. Đó là những cái tỉnh thành mà thuộc cái miền đó. Như vậy khi mà các em tìm xong thì các em chọn cái đáp án. Chúng ta có bốn phương án nè, Thanh Hóa, nè, Vinh, Huế và Quy Nhơn. Thì các em chọn phương án Quy Nhơn. Câu 51. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 19 thì là cho mình xem ha. Hãy cho biết tỉnh nào có số lượng đàn trâu lớn nhất trong các tỉnh sau đây. A là Lạng Sơn, B là Bắc Cạn, C là Thái Nguyên và D là Vĩnh Phúc. Khi mà mấy em lật trang 19 mấy em xem thì cái bản đồ mà nói về cái lĩnh vực chăn nuôi á, nó nằm ở cái bìa bên trái. Thì vì mấy em xem cái phần ký hiệu đó, các cái cột, chúng ta có các cái cột như là cột màu xanh lá cây, rồi cột màu tím, cột màu vàng này. Thì dựa vào cái cột đó các em biết là cái tỉnh nào sẽ có cái số lượng đàn trâu lớn nhất ha. Đàn trâu là cái cột màu xanh lá cây thì mấy em xem. Khi mà mấy em xem thì các em chọn phương án là Lạng Sơn ha các em. Rồi câu 52 ha. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 21 cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành khai thác than đá. Thì là cái trang đó các em xem nó có các cái vòng tròn. Thì các cái vòng tròn nó sẽ có những cái ký hiệu trong đó các em xem. Ký hiệu than đá là cái màu đen mà hình vuông. Thì mình sẽ chọn cái phương án là chúng ta có bốn phương án nè. Hưng Yên là A, B là Cẩm Phả, C là Thanh Hóa và D là Vinh. Thì các em chọn phương án B là Cẩm Phả ha. Câu 53. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 23. Hãy cho biết cái đường số 2 nối từ Hà Nội với điểm nào sau đây. Thì nó là cái trang 23. Trang 23 là cái trang mà nói về giao thông. Thế thì mình biết ngay đó là Hà Nội sẽ nối với đi qua cái đường thông qua cái đường số 2 đó. Sẽ nối đến cái điểm nào. Cái nhìn đường số 2 thì các em biết ngay.
Thì Hà Nội nói với điểm nào đây kia, chúng ta có bốn phương án là Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và Hạ Long. Thì mình chọn là Hà Giang ha, ở đường số 2. Câu 54. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 27, cái lập trang 7 các em xem. Cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào sau đây? À, thì các em tìm cái lập cái lớp cái em tìm thôi trang 27. Thì khi mà tìm xong thì chúng ta có dưới này chúng ta có bốn phương án: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, về Quảng Bình. Thì mình chọn Thanh Hóa ha. Khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Câu 55, căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 28 hãy cho biết cây thuốc lá được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thì cũng dựa vào Atlas thì chúng ta cũng biết được đó là các cái phương án như là Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa ha. Thì các em chọn Ninh Thuận, nó khiến cái ký hiệu nó phân bố rất là nhiều ở tỉnh này. Câu 56, căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 29 hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ. Ha, Đông Nam Bộ thì các em chọn phương án thứ nhất là phương án A, Sa Mát. Còn ở Đồng Tháp, An Giang và Hà Tiên thì nó là của đồng bằng sông Cửu Long ha. Rồi, câu 57. Thế mạnh nông nghiệp nhiệt đới ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ là thế mạnh gì? Đây là cái vùng miền núi đó các em. Thì thế mạnh của vùng miền núi thì mình cũng đã học rồi. Nó có nhiều cái thế mạnh, trong đó thì nó có một cái thế mạnh đó là mình có bốn phương án là cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn, rồi chăn nuôi gia cầm, cây lương thực, rồi cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, rồi nuôi trồng thủy sản và cây dược liệu. Thì mình sẽ chọn phương án là phương án A, cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn. Đây là cái vùng đồi núi thì mình không thể nào chăn nuôi được gia cầm hay cây lương thực, hoặc là không thể nuôi trồng thủy sản, hoặc là không có thế mạnh về cây hàng năm và thủy sản. Thì ba phương án kia là nó bị sai. Câu 58, phát biểu nào sau đây đúng về ngành viễn thông ở nước ta hiện nay? Thì cái này mấy em xem trong cái phần tài liệu hết em. Ở cái bài mà nói về bưu chính viễn thông, tức là cái bài nói về cái bài thông vận tải thông tin liên lạc đó. Như vậy chúng ta sẽ chọn phương án nào đây? Câu 58 thì mình chọn phương án A kia, tốc độ phát triển rất nhanh. Còn các phương án còn lại, phương án B là công nghệ còn hạn chế gì đó, thì phương án C là thừa lao động kỹ thuật cao, D là phát triển nhất ở miền núi. Thì cái này nó không có phải là cái đặc điểm của ngành viễn thông ha. Câu 59, phát biểu nào sau đây đúng với ngoại thương của chúng ta hiện nay? Thì cái ngành ngoại thương, các em xem nó có những cái đặc điểm gì. Thị trường buôn bán được mở rộng, phương án A, phương án B là kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng, rồi hàng hóa phong phú và đa dạng. Phương án D là chủ yếu nhập khẩu hàng tiêu dùng. Như vậy cái nào là không đúng nè? Thì cái này mấy em là cái Atlas trang 24, là cái trang nói về thương mại. Thì giờ các em xem cái biểu đồ tròn. Biểu đồ tròn chúng ta thấy là hai cái hình tròn góc lại với nhau. Thì các em sẽ biết ngay là cái phương án nào là phương án đúng ha. Thì cái câu này nó hỏi mình là cái chọn cái nào là không đúng, thì mình sẽ chọn lựa cái nào nó không đúng, đó là phương án đúng. Thì mình chọn là chiếu là nhập khẩu hàng tiêu dùng ha. Câu đề, câu 60, phát biểu là đây không đúng. Các em nhớ cái từ không đúng nữa các em. Với cái miền Trung Du và miền núi Bắc Bộ, A là diện tích rộng lớn nhất nước rồi nè, này nó đúng rồi nè ha. B là có nhiều vịnh biển đầm phá. Cái câu B ha các em chọn câu B là cái câu hợp lý nhất nè. Tại vì cái vùng này nó chỉ có Vĩnh Linh là giáp biển thôi, thành ra là không thể nào mà nó có nhiều vịnh biển đầm phá được. Thì mình chỉ chọn phương án B, còn cái còn lại mình không cần quan tâm tới. Câu 61, thuận lợi của Duyên Hải Nam Trung Bộ đối với phát triển ngành dịch vụ hàng hải là cái gì? Thì mấy anh xem nó có thế mạnh gì mà nó phát triển mạnh về cái ngành dịch vụ hàng hải.
Thì mình muốn phương án là nhất là bờ biển dài, có vịnh nước sâu. Và phương án B là có vùng biển rộng, có đầm phá. Phương án C là có nhiều cửa sông và những bãi triều. Và phương án D là có những cái bãi cát rộng, đảo ven bờ. À, thì cái dịch vụ hàng hải nó sẽ phục vụ cho nó phát triển ấy. Thì nhất là có cái bờ biển dài là hợp lý này, và thứ hai là phải có cái vịnh nước, cái biển sâu. Thì cái em chọn phương A là hợp lý ha. Còn những cái phương án khác nó không có hợp lý, không đúng ha. Câu số 12, tiềm năng to lớn của Tây Nguyên để phát triển cây công nghiệp lâu năm. Thì để phát triển được cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên thì cái điều kiện đó là cái gì? Phương án A là đất ba gian và khí hậu tạo xích đạo. Và phương án B là có nhiều sông suối và cánh rừng rộng. Và phương án C là nhiều cao nguyên và độ thấp. Và phương án D là hai mùa mưa khô và giống cây tốt. Cái điều kiện để phát triển cây công nghiệp thì phải có đất trồng mới em ha. Thì mình chọn phương án A là đất ba gian và khí hậu cận xích đạo. Câu 63, biện pháp cần thực hiện để phát triển lâm nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ. Thì mình có một phương án là xây dựng các công trình thủy lợi, rồi thay đổi cơ cấu cây công nghiệp, phát triển diện tích rừng ngập mặn, rồi mở rộng thêm diện tích đất trồng. Thì câu 63 là câu hỏi mà về lâm nghiệp. Như vậy chúng ta chọn cái phương án C là phát triển diện tích rừng ngập mặn ha. Là nó liên quan đến lâm nghiệp. Câu 64, khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Đó là vùng của mình đang sống này ha. Thứ nhất là phương án A là diện tích rộng lớn, địa hình thấp. Phương án B là mùa khô kéo dài, thiếu nước ngọt. Phương án C là bề mặt bị cắt xẻ, nhiều kênh rạch. Và phương án D là nhiều loại đất, đường và biển dài. Như vậy ở đây chúng ta đang nghiên cứu về cái phần khó khăn. Như vậy chúng ta chọn phương án B là hợp lý nhất ha. Đây là cái ý mà nói về khó khăn, là có mùa khô kéo dài và thiếu nước ngọt. Còn những ý khác thì gần như nó là thuận lợi cho cái khó khăn. Câu 65, việc nâng cấp các cái cảng biển ở nước ta chủ yếu nhằm để làm cái gì? A là nâng cao cái năng lực vận chuyển, còn B là giải quyết việc làm cho dân cư, rồi C là giúp mở rộng khu công nghiệp và D là phục vụ khai thác khoáng sản. Thì cái ý mà hợp lý nhất thì mình chọn phương án A là nâng cao cái năng lực vận chuyển ha. Là còn cái giải quyết việc làm hay là những cái giúp mở rộng khu công nghiệp, phục vụ cho khai thác khoáng sản thì nó không có dính dáng gì tới cái việc mà nâng cấp các cảng biển. Câu 66, căn cứ vào Atlas Lý Việt Nam trang 22 cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về thủy điện ở nước ta. Các em nhớ là không đúng. Về phương án A là có nhiều cái nhà máy khác nhau. Phương án B là nhà máy lớn nhất ở Tây Bắc. Rồi phương án C là phân bố nhiều nơi ở vùng núi. Còn phương án D là tập trung chủ yếu ở Nam Bộ. Mình chọn mấy câu nào không đúng nha. Chọn câu nào không đúng để thành là phương án đúng. Như vậy cái câu mà nó không đúng là mình chọn câu D nhé, tập trung ở chủ yếu ở Nam Bộ là phương án đúng. Tại vì Nam Bộ của mình thì không có thể nào mà phát triển được thủy điện được rồi ha. Câu 67. Rồi câu 67 thì các em nhìn cái biểu đồ này, các em thấy theo biểu đồ nhận xét nào sau đây đúng về diện tích lúa các mùa vụ của nước ta năm 2018 so với năm 2010. À, chúng ta có cái các cột này, cái hình sọc này là lúa đông xuân, rồi chấm 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 là lúa hè thu và thu đông, còn gạch xéo 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 này là lúa mùa ha, nó phân biệt với nhau. Đây 2010, đây là 2018. Diện tích lúa mùa vụ của nước ta năm 2010 và 2018, đây là số liệu thống kê của nhà sử thống kê 2019 ha. Thì theo biểu đồ nhận xét nào là đúng về diện tích lúa các cái mùa vụ của nước ta năm 2018 so với 2010? À, câu A là lúa đông xuân giảm, lúa mùa tăng. Câu B là lúa mùa tăng, lúa đông xuân tăng. Câu C là lúa hè thu và thu đông giảm, lúa mùa tăng. Và câu D là lúa hè thu và thu đông tăng, còn lúa đông xuân thì nó tăng luôn. Rồi thì các em nghiên cứu rồi các em làm thôi. Câu 67, thì sau khi mà em tính toán xong thì cái phương án D là lúa hè thu
và thu đông tăng, rồi lúa đông xuân cũng tăng luôn hả các em? Đó là phương án D. Rồi câu 68. Theo bảng số liệu thì nhận xét nào cho đây là đúng khi so sánh tỷ lệ tăng tự nhiên năm 2018 của một số quốc gia? Thì trên cái bảng này nó có tỷ lệ sinh tỷ lệ tử của một số quốc gia năm 2018, đặc biệt là phần nghìn ha. Thì để biết được tỷ lệ tăng tự nhiên thì mình phải tính toán một chút xíu. Mình lấy tỷ lệ sinh thì mình trừ tỷ lệ tử nó ra kết quả, đổi ra phần trăm. Thì đưa từ phần ngàn về phần trăm thì nó ra kết quả là của tỷ lệ tăng tự nhiên, và cái biết là phương án đúng thôi. Thì khi mình tính toán xong thì chúng ta chọn phương án D là Philippines cao hơn Thái Lan, là phương án đúng. Câu 69. Nước ta có đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới là do sao? Tại sao mình có đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới? Rồi phương án A là nằm hoàn toàn trong cái vùng nội di tuyến. Rồi phương án B là chịu tác động thường xuyên của gió tính phong. Phương án C là ở khu vực hoạt động của gió mùa châu Á. Và phương án D là giáp Biển Đông, thông ra Thái Bình Dương. Và như vậy thì cái đặc điểm mà thiên nhiên nhiệt đới là do chúng ta chọn phương án A là nằm hoàn toàn trong vùng nội giới tuyến ha. Còn những ý khác thì nó không có hợp lý. Tại vì nằm trong cái vùng nội giới tuyến thì góc chiếu của mặt trời lớn thành ra làm cho cái nền nhiệt của mình nó cao. Và mình thuộc đủ điều kiện của vùng khí hậu nhiệt đới đó. Câu 70. Diện tích rừng ngập mặn nước ta thu hẹp chủ yếu do tác động của những nhân tố nào? Ha, để nói về rừng ha các em, rừng ngập mặn. Phương án A là bờ biển sạt lở, môi trường nước ô nhiễm. Phương án B là cháy rừng, phát triển trồng thủy sản. Phương án C là biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dân. Và phương án D là đẩy mạnh hoạt động du lịch, ít trồng rừng. Rồi, chọn phương án nào đây? Thì trong bốn phương án này mình thấy hợp lý nhất là cái phương án B là cháy rừng và phát triển cái nghề nuôi trồng thủy sản. Tức là người ta phá rừng để người ta nuôi thủy sản đó, đặc biệt là người ta nuôi tôm. Thì làm cho cái diện tích rừng ngập mặn của nước ta đang bị thu hẹp nghiêm trọng các em trong những năm qua. Câu thứ 71. Sự khác nhau về mùa khí hậu giữa sườn Đông Trường Sơn và Tây Nguyên chủ yếu do tác động kết hợp của... Chúng ta có bốn ý nha. Thứ nhất là các cái loại gió và dải trường sơn nam. Rồi dải hội tụ nhiệt đới và các cao nguyên. Phương án C là bão và các đồng bằng nhỏ hẹp ven biển. Và D là tính phong bán cầu Bắc và các đỉnh núi. Thì chúng ta chọn phương án nào đây? Khác nhau về mùa khí hậu giữa hai sườn Đông và Tây Trường Sơn. Thì mình chọn phương án hợp lý nhất là cái phương án là các cái loại gió và giải trường sơn nam, nó làm cho hai cái sườn này nó bị khác nhau về khí hậu ha. Câu tiếp theo là câu 72. Dân cư nước ta phân bố chưa hợp lý chủ yếu là do tác động của cái gì? Thứ nhất là vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, tài nguyên. B là quá trình định cư, trình độ dân trí, người số dân, người sự phát triển kinh tế, các nhân tố tự nhiên, và cuối cùng là các nhân tố về xã hội, cơ cấu nền kinh tế. Nhưng mà dân cư nước ta phân bố chưa hợp lý chủ yếu là do tác động của sự phát triển kinh tế cũng như là các cái nhân tố tự nhiên các em. Chọn phương án C ha. Câu 73. Tỷ lệ thất nghiệp ở nước ta hiện nay vẫn còn cao, chủ yếu là do thất nghiệp vẫn còn cao ha. Lao động tăng, nền kinh tế chậm phát triển, đô thị mở rộng, đất nông nghiệp bị thu hẹp, lao động kỹ thuật ít, công nghiệp còn hạn chế, dân cư nông thôn đông, ít hoạt động dịch vụ. Rồi, bốn phương án chọn phương án nào đây? Thì trong bốn phương án này chúng ta thấy hợp lý nhất là cái phương án mà lao động tăng, kinh tế còn chậm phát triển hết ra. Đó là phương án hợp lý nhất. Câu 74. Quá trình đô thị hóa nước ta diễn ra chưa nhanh, chủ yếu là do đô thị hóa ha. Câu A là các cái hoạt động phi nông nghiệp còn yếu. Câu B là công nghiệp hóa phát triển còn chậm. Rồi câu C là lao động nông nghiệp vẫn còn tỷ lệ lớn. Và câu D là chịu ảnh hưởng lâu dài của chiến tranh. Thì mình chọn phương án nào cho nó phù hợp.
Thường thì cái em thấy là đô thị hóa nó phải đi kèm với công nghiệp hóa. Nếu như mà công nghiệp hóa nó phát triển mạnh thì cái quá trình đô thị hóa nó sẽ phát triển theo. Như vậy cái quá trình đô thị hóa chúng ta vẫn còn chậm, chủ yếu là do công nghiệp hóa phát triển còn chậm ha. Chúng ta chọn phương án B. Câu 75. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta chuyển biến rõ rệt, chủ yếu là do thứ nhất là ý A là chuyển sang nền kinh tế thị trường, ý B là thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, ý C là lao động dồi dào và tăng hàng năm, và ý D là tăng trưởng kinh tế gần đây nhanh. Như vậy cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta chuyển biến rõ rệt, chủ yếu là do chúng ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường ha. Nó làm cho cái cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta có sự chuyển biến rõ rệt. Đây, câu tiếp theo là câu 76, cho cái biểu đồ về xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Indonesia giai đoạn 2010-2017. Đây là biểu đồ miền các em. Cái phía trên này là nhập khẩu, còn phía dưới là xuất khẩu. Số liệu Liên đoàn thống kê Việt Nam 2018, nhà xuất bản thống kê 2019. Rồi biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? Thứ nhất, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Rồi B là quy mô và cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Và câu C là chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Và câu D là tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Rồi cái giá trị thì không phải là các em ha. Rồi quy mô và cơ cấu. Quy mô và cơ cấu thì cái này chúng ta chọn cái biểu đồ tròn. Rồi chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ. Đây là cái phương án đúng đó các em. Đó là phương án C. Đây là cái câu hỏi mà người ta có thể chúng ta có thể nhận biết được đó là biểu đồ gì ha. Còn cái phương án D là tốc độ tăng trưởng thì nó là biểu đồ đường ha. Câu 77. Đặc điểm nào cho đây của địa hình nước ta tạo thuận lợi chủ yếu cho phát triển thủy điện? À, thủy điện. Ý E là đồi núi thấp và đồng bằng chiếm nhiều diện tích. Ý B là cấu trúc cổ được trẻ lại, phân bậc rõ theo độ cao. Ý C là hướng núi chính Tây Bắc Đông Nam vòng cung. À, và ý D là biểu hiện nhiệt đới ẩm gió mùa bị cắt xẻ nhiều. Thì cái địa hình nào mà để phát triển được thủy điện thuận lợi thì các em lưu ý là cái địa hình đó nó phải là cái vùng núi cao ha, cái vùng núi cao hoặc là cái vùng núi trẻ thì nó là cái điều kiện thuận lợi nhất để phát triển thủy điện ha. À, như vậy chúng ta chọn cái phương án là phương án B, cấu trúc cổ được trẻ lại và phân bậc rõ theo độ cao. À, còn những ý khác thì nó không phù hợp. Câu 78, sự hình thành gió phơn Tây Nam ở các đồng bằng ven biển miền Trung nước ta là do tác động kết hợp của gió phơn Tây Nam. Ý E là gió Tây Nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến và dãy Trường Sơn. À, ý B là cái gió mùa Tây Nam từ Nam Bán Cầu lên và dãy Trường Sơn. Ý C địa hình núi đồi kéo dài ở phía Tây và tính phong Bán Cầu Bắc. Ý D là lãnh thổ hẹp ngang và hoạt động của các loại gió vào mùa hè. Thì các em lưu ý là các câu hỏi là sự hình thành gió phơn Tây Nam ở các đồng bằng ven biển miền Trung thì là do cái gì đây, ảnh hưởng cái gì. Như vậy mà muốn đáp án thì chúng ta chọn phương án thích hợp nhất, đó là phương án E, gió Tây Nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến và kết hợp với dãy Trường Sơn. À, dãy Trường Sơn thì nó làm cho cái đồng bằng ven mấy miền Trung xuất hiện cái gió phơn Tây Nam đó các em. Câu 79, miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ có đai ôn đới gió mùa trên núi là do cái gì? À, đai ôn đới là cái đai mà cao nhất ở nước ta. Ý E là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và có một cái mùa đông nhiệt độ hạ thấp. Ý B là ở gần khu vực ngoại chi tiến có cả khí hậu cận nhiệt và ôn đới. Ý C là có những cái núi trên 2.600 m tập trung nhiều ở dãy Hoàng Liên Sơn.
và ý D là các cái loài động thực vật ôn đới từ phía Bắc di lưu và di cư đến. Như vậy thì cái miền này nó có cái đai ôn đới gió mùa trên núi, thì mình chọn phương án là có những cái núi trên 2600m tập trung nhiều ở dãy Hoàng Liên Sơn. Thì chỉ có những cái độ cao trên từ 2600m trở lên thì mới có cái đai ôn đới, và cái miền này là cái miền mà thích hợp ha. Tại vì cái dãy Hoàng Liên Sơn thì có nhiều đỉnh núi là cao trên 2600m, đặc biệt là có đỉnh Phan Xi Păng có cái độ cao là cao nhất nước ta ha, 3.143m. Câu 80, câu cuối cùng đó nha. Cho bản số liệu sản lượng thủy sản nuôi trồng và của nước ta năm 2010-2018 đã bị 1.000 tấn. Chúng ta có 2 năm 2010-2018 ha. Các đối tượng mình có 3 đối tượng: cá nuôi, tôm nuôi và thủy sản khác. Rồi, theo bản số liệu để thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? Mình có 2 năm là cái mà, và mình có cái từ là cơ cấu, thì mình chọn cái dạng biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn đó các em, biểu đồ tròn. Còn những dạng khác không phù hợp ha, chúng ta không thể vẽ biểu đồ đường được, kết hợp được, và không vẽ được biểu đồ biển. Biểu đồ biển thì từ 4 năm trở lên. Nó có cái từ là chuyển dịch cơ cấu hoặc là thay đổi cơ cấu, thì mình chọn biểu đồ biển ha, từ 4 năm trở lên. Rồi cái phần giải đề thi minh họa tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia môn địa lý môn thứ nhất của bộ năm 2020 đã đến đây là hết đó các em. Mà xin chào các em ha, hẹn gặp lại các em trong cái đề thi minh họa lần thứ hai. Thầy sẽ tiếp tục thì sẽ hướng dẫn cho các em chi tiết cái đề minh họa lần thứ hai, đó là cái đề rất là quan trọng ha, và cũng là cái đề gần nhất với các em chuẩn bị sắp thi cái tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của năm 2020. Rồi chào các em ha.